Thưa quý vị và bà con nông dân, hàng năm cứ vào vụ hè thu, cây lúa thường bị ngộ độc phèn. Nguyên nhân là vào đầu vụ, lượng mưa ít, lại phân bổ không đều. Vì vậy nông dân không thể chủ động được nguồn nước tưới, dẫn đến các tầng đất dễ bị oxy hóa, gây xì phèn. Khi cây lúa bị ngộ độc thì bộ rễ sẽ hư hại, không hấp thu dinh dưỡng, nuôi thân, nuôi lá, làm giảm năng suất, chất lượng của cây lúa. Vậy làm sao để hạn chế tình trạng ngộ độc phèn cho cây lúa? Biện pháp nào giúp lúa phục hồi nhanh? Trong chương trình cuối năm hôm nay, kỹ sư Nguyễn Hùng, trạm trưởng trạm bảo vệ thực vật của đất đỏ sẽ đồng hành cùng bà con để giải đáp thắc mắc này. Đây là khu vực đồng bông chuyên canh tác lúa của xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Những ngày qua, do lượng mưa ít, nắng hạn kéo dài, lại không chủ động nguồn nước tưới, nên khu vực này thường xảy ra tình trạng lúa ngộ độc phèn. Năm nay là giải rồi lúa nó cũng lên, nó cũng mọc cũng đều, rồi tự nhiên lần rồi cái đầu cái nước vô lần cái tóc rễ nó không có cái bám rễ ra rồi cái nó chết luôn à. Thì không biết làm sao mà thì cũng nghĩ là nó bị nhiễm mặn ha, đó bị ngộ độc phèn đó. Khi mà phát hiện cây lúa bị ngộ độc phèn thì cái rễ nó không phát triển, và đến khi mà có phân thì nó không ra phân, dần dần cây lúa nó chết. Trong phân tay của tôi khi mà phát hiện được cái ruộng bị ngộ độc phèn là công sức của tôi bỏ ra rất nhiều, có nhiều cái ruộng nhiều lại từ 3-4 lần. Mỗi lần gieo như vậy là 1 hecta là phải tốn là khoảng 2-3 triệu, và như vậy rồi là thu hoạch thì cũng chẳng được bao nhiêu. Theo kinh nghiệm của nông dân xã Phước Hội, khi cây lúa bị ngộ độc phèn, triệu chứng dễ nhận biết nhất là lá có màu hơi vàng, lá già xuất hiện các đốm màu nâu, sau đó lá trở thành màu nâu sậm, vàng hoặc cam. Trường hợp bị nhiễm độc nặng, tất cả các lá chuyển sang màu nâu, những lá già tàn lụi rất nhanh, cây lúa lùn để nhánh kém, sẽ lúa có màu nâu đậm và xoắn lại, làm cho cây lúa không hấp thụ được dinh dưỡng, chậm phát triển. Nếu không khắc phục kịp thời, cây lúa sẽ suy yếu dần và chết. Thưa quý vị và bà con nông dân, để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ và cách khắc phục khi ruộng lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, mời quý vị và bà con cùng gặp các nông dân ở xã Phước Hội và kỹ sư Nguyễn Hùng, trạm trưởng trạm bảo vệ thực vật của đất đỏ. Xin chào kỹ sư Hùng, xin chào các chú. Thưa kỹ sư Hùng, so với một số tỉnh khác thì diện tích lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển như thế nào ạ? Thời vụ hiện nay mà chính thức của chúng ta ghi nhận đó là lúa hiện nay xuất hiện trên cánh đồng, đó gọi là lúa xuân hè. Còn ở mình thì coi như là mình gọi là hè thu sớm. Tuy nhiên với cái lịch chia đạo thời vụ của tỉnh và huyện thì coi như ngày xưa sớm thì xuất hiện từ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Với cái lúa xuân hè đó thì chúng ta thấy là hiện nay cũng như đối lại cái khu vực đồng bằng, khu vực miền Đông Nam Bộ của chúng ta đó, thì hầu hết đó là chúng ta đang gặp phải một cái hiện tượng tương đối là phức tạp về yếu tố thời tiết gây ra, đó là tình trạng là ngộ độc phèn và ngộ độc mặn. Như kỹ sư vừa chia sẻ thì một trong những khó khăn trong canh tác lúa hiện nay là tình trạng lúa bị ngộ độc. Vậy ở vụ lúa hè thu thì lúa thường gặp những loại ngộ độc nào và nguyên nhân do đâu ạ? Điều kiện thời tiết hiện nay là chúng ta thấy là những cái giai đoạn dài, một khoảng thời gian rất là dài thì tình hình nắng nóng xuất hiện, thì đây là một trong những cái yếu tố rất là thuận lợi để cho cái tình trạng là gia tăng cái tình trạng nhiễm phèn và ngộ độc phèn nặng. Ngoài ra thì với cái điều kiện chúng ta hối vụ liên tục, tức là sau khi chúng ta thu hoạch vụ xuân sông thì chúng ta lại chuyển sang làm cái vụ xuân hè, thì với cái điều kiện hối vụ như vậy thì trên ruộng lúa chúng ta cũng xuất hiện một cái tình trạng ngộ độc nữa, đó là tình trạng ngộ độc hữu cơ. Ngoài yếu tố thời tiết chân ruộng thì việc bà con nông dân bón phân không cân đối, thừa đạm, thiếu lân và kali và một số nguyên tố vi lượng cũng là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc cho cây lúa, đúng không thưa kỹ sư? Đối với lại những yếu tố dinh dưỡng mà nãy anh Nguyễn Cảnh vừa trao đổi thì chúng ta thấy là coi như là trong đó chúng ta thấy có vai trò của cái lân là một trong những cái vai trò rất là quan trọng. Đối với lại quá trình phát triển bộ rễ thì không nói rồi, nhưng mà ngoài ra nó lại làm hạ cái tốc độ nhiễm phèn
xuống trong suốt giai đoạn sinh trưởng của đậu, đặc biệt là ở giai đoạn từ 0 cho đến 22 ngày sau gieo. Thì nếu mà sự có mặt của lân trong giai đoạn này nó đầy đủ và đúng loại thì cũng sẽ làm giảm bớt áp lực của cái tình trạng nhiễm phèn ở trên cái khu vực này. Thưa chú Khánh, tình trạng lúa bị ngộ độc phèn xảy ra trên ruộng lúa của gia đình mình lâu chưa ạ? Đầu vụ cái này, cái này thì bị bơm nước ở dưới lên rồi nghe nói 20 năm rồi hạn vì cái sức mưa nó không có cho nên là cái nước nó mất đi cái nước ngầm, do đó là cái độ phèn nó nằm đó. Thưa chú Hứa, khi mà ruộng lúa bị ngộ độc phèn thì chắc chắn sự sinh trưởng cũng như là năng suất của cây lúa sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đúng không ạ? Khu vực này là làm xuống do cái đất nó đã nhiễm sẵn phèn nặng rồi cộng với nước, nước thì nó cũng không thiếu nên là bơm vô làm thì cái hạt lúa nó không phát triển được. Lý do nó chỉ có phát triển là trong có 3 ngày nhà đậu thôi, cái phôi lúa nó sống được, còn khi mà lúa đã lên rồi mà bơm nước vô thì cái hạt lúa nó không phát triển được nữa, còn như là nó chết hoàn toàn. Như mà trước mắt gieo xuống bây giờ chúng ta không thấy cái lúa nó mọc lên được rồi, làm gì mà có thu hoạch đúng không? Rồi chẳng hạn như anh đã thấy đây, ở đây bây giờ lúa nó đang lên, nó lên là như thế này cũng chưa chắc là thu hoạch được trọn vẹn, thì chắc chắn rằng về sau này là nó sẽ thất thu. Thưa chú Mót, thì thông thường thì ngộ độc phèn xảy ra nhiều hơn ở vùng lúa nào và những chuyến ruộng nào có nguy cơ bị ngộ độc cao hơn à? Đúng ra cánh đồng bưng của tôi thì một năm mặn được 2 vụ, nhưng mà cái ngộ độc phèn này nó nhiễm trong cái lúc là vụ thu hoạch sớm này, chứ còn cái vụ đông xuân chúng tôi chứa nước lại cho tới tháng 10 thì cái tháng đó là không có bị, nhưng mà ăn đông xuân xong thì khoảng tháng 2 âm lịch mình làm lại là nó bị ngộ độc phèn nặng nhất trong cái vụ này. Năm ngoái nó ngộ độc khoảng độ chừng 15%, thì năm nay chỉ cách có một năm, năm nay là khoảng vào khoảng 50%, năm tới tôi khẳng định là nó sẽ đi đến 80%, khẳng định vậy. Thì ở địa phương này là đa số sống về nông nghiệp, mà nếu bị như thế này thì nông dân cũng rất khó khăn. Thưa kiến sĩ Hùng, sắt, nhôm và lưu huỳnh là những nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho cây lúa. Tuy nhiên trong điều kiện nhất định thì sắt và lưu huỳnh lại là những nguyên tố gây ngộ độc cho cây lúa. Như vậy thì trong điều kiện nào thì các nguyên tố này trở thành độc chất? Bà con nông dân phải làm gì để hạn chế nguyên tố sắt, nhôm và lưu huỳnh gây hại cho cây lúa? Với cái nhóm vi lượng này đó thì hầu hết là cái nhu cầu của cây trồng thì chỉ cần trồng một cái lượng, cần sử dụng một cái lượng rất là thấp. Vì nó là yếu tố vi lượng mà, do đó nó cần cái sử dụng trong suốt cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của nó, nó chỉ cần một chút xíu thôi. Là riêng đối với lại sắt, nhôm và lưu huỳnh thì cái nhóm này đó, nếu mà nó phát triển ở một cái ở cái ngưỡng thuộc cái ngưỡng cho phép đó, tức là lúc đó là coi như là, hay là cái khác là coi như là cái nhôm và sắt mà nó quá nhiều ở trong đất á thì nó sẽ gây ra tình trạng ngộ độc cho lúa. Thì nguyên nhân như chúng ta thấy ở đây là gây ra tình trạng là phèn, là đất nhiễm phèn, phèn nặng ở trên cái đất lúa này. Thế thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta đặt ra đó là cái biện pháp nào để khắc phục cái tình trạng này. Thì có rất là nhiều cái giải pháp để mà chúng ta làm. Đối với lại trên cái đất mà phèn, mà nó nhiễm phèn nó ở cái mức nhẹ đến trung bình á, chúng ta có thể là tác động nó thông qua hình thức là chúng ta đưa nước vào rồi xả nước ra, người ta gọi là rửa phèn. Rồi người ta là đưa nước vào rồi, là ta đưa nước vào ngâm thời gian để cho nước với lại cái các cái độc tố nhôm và sắt nó hòa tan trong nước, thì ta gọi là loãng ra. Thì khi mà làm loãng ra như vậy đó, một thời gian khoảng chừng từ 2 tuần đến 3 tuần á, thì tự khắc là coi như là theo kết quả đánh giá của nhiều chuyên gia đầu ngành về cái lĩnh vực đất á, thì họ cũng ghi nhận là coi như là nếu chúng ta có khoảng thời gian dài thì chúng ta ngâm đất như vậy thì cái áp lực của cái độc tố sắt và nhôm nó cũng sẽ giảm bớt tương ứng. Rồi sau, hoặc là coi như chúng ta nếu có điều kiện nữa thì sau khi ngâm nước xong á thì chúng ta tiến hành chúng ta xử lý vôi. Cái việc chúng ta xử lý vôi vào cũng là làm nhiệm vụ là tiếp tục trung hòa tiếp cái lượng, tức là làm cho giảm bớt hàng loạt các cái lượng độc tố sắt, nhôm và lưu huỳnh trong đất, thì từ đó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là làm cho đất mình nó tốt hơn, nó trở lại, nó phục hồi lại nguyên trạng ban đầu. Tuy nhiên đối với lại trên cái vùng đất nhiễm phèn nặng á thì nó đòi hỏi chúng ta có một cái kế hoạch dài hơn. Mỗi một vụ như vậy đó thì coi như chúng ta đòi hỏi, một là về thời gian cách ly, hai đó là chúng ta đòi hỏi phải có một khoảng lượng nước để chúng ta làm cái nhiệm vụ là rửa phèn, ba đó là coi như là xung quanh cái ruộng của chúng ta đó chúng ta phải có một cái mương, tôi gọi là cái mương rửa phèn. Khi mà coi như cái áp lực của phèn mà nó dâng lên đó, thì do chúng ta sử dụng cái mương này, chúng ta đưa nước vào chúng ta xả ra, thì thông qua cái mương này thì cũng sẽ làm giảm áp lực của cái ngộ độc ở trong cái ruộng lúa của chúng ta. Biểu hiện của ngộ độc phèn khá giống với bệnh vàng lùn lụt xuân lá. Vậy thì làm thế nào để người nông dân có thể phân biệt và phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ thích hợp ạ?
À, trước hết nói về cái bệnh giật lùn đường sống lá thì đây là một cái bệnh mà do hai cái con virus nó kết hợp nó gây ra, do đó chúng ta có tên là giật lùn và lùn sống lá. Và cái đối tượng mà làm cho cây lúa mà nó bị nhiễm á, thì nó thông qua một cái con gọi là con rầy nâu. Thì khi mà có con rầy nâu mà nó bị nhiễm á, thì nó chích vào trong cái lúa đó thì nó sẽ cái virus nó thâm nhập vào lúa, nó sẽ gây ra tình trạng là cái lúa nó bị ngộ độc, và do đó là coi như bị xuất hiện tình trạng là bị giật lùn đường sống lá. À, trước hết là chúng ta quan sát trên bề mặt ruộng á, chúng ta sẽ thấy là cây lúa nó sẽ phát triển sò sọt, có nghĩa là coi như là cùng một bụi lúa nhưng mà có cái cây thì nó mọc cao lên xanh tốt, rồi có cây đó thì nó lùn xuống. Mà một cái đặc điểm mà dễ nhận biết nhất là chúng ta thấy là cái vàng lá đó, thì nó thông thường thì nó vàng lá từ cái vàng cái lá chân nó vàng lên. Và cái thứ ba mà chúng ta thấy là ở cái các lá chân á, ở cái lá mà ở gần sáng gốc á, nó có xu hướng nó ngã ngang so với thượng lúa ở mỗi góc khoảng chừng 60 đến 90 độ. Thì đây là những cái yếu tố đặc thù khi chúng ta quan sát về trên trong cái bộ lúa, chúng ta phân biệt nó là giật lùn lùn sáng lá hay là nó là một cái đối tượng gây hại khác. Và trên cây lúa mà đột phèn á, thì nó có hai cái giai đoạn. Nếu mà giai đoạn cây con có nghĩa là từ sau gieo cho đến 20 ngày thì cái biểu hiện ngộ độc chúng ta thấy tương đối là rõ, là đầu tiên mà xuất hiện đó là khô đầu lá. Với cái chiếc lá to hơn hoặc là cái lúa nó lớn tuổi hơn một chút, ví dụ ở giai đoạn 15-25 ngày á, thì chúng ta thấy là nếu mà ngộ độc phèn nặng nó sẽ xuất hiện tiếp một cái tình trạng nó biểu hiện trên lá nữa, đó là ở trên lá nó sẽ có những cái lốp đốm 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 màu nâu, kết hợp hai cái phân biệt, một là cái khô chúp lá, hai là coi như đốm trên lá, thì chúng ta có thể là chẩn đoán sơ bộ cái lúa của mình nó có bị ngộ độc phèn hay không. Và một cái yếu tố quan trọng hơn là nếu chúng ta cũng không chắc ăn nữa thì cách tốt nhất là chúng ta nhổ bụi lúa lên, chúng ta rửa sạch cái rễ đi, thì bà con đưa lên và có quan sát. Nếu mà chúng ta thấy là cái rễ nó chuyển sang màu vàng nâu mà nó lợn sợ có nghĩa là nó bị ở trên đó có nó sần sùi á, thì đây là cái biểu hiện của ngộ độc nhôm. Còn nếu như là cái rễ lúa mà chúng ta thấy nó có xu hướng là từ vàng chuyển qua vàng nâu và nâu sậm á rồi chết á, thì đây là phần lớn là do cái ngộ độc về sắt. Xin cảm ơn kỹ sư Hùng. Theo các nhà chuyên môn, ngộ độc phèn trên cây lúa là dạng bệnh sinh lý. Các độc chất tồn tại trong đất làm cho bộ rễ bị hư hại, nên hạn chế hút chất dinh dưỡng khiến lúa phát triển kém. Tình trạng ngộ độc phèn thường xuất hiện trên cây lúa khoảng 15 ngày sau gieo xạ. Nếu nặng, làm cho cây lúa bị ngộ độc, rễ lúa thưa, ngắn và quăng queo, nên khả năng hấp thu nước, chất dinh dưỡng cung cấp cho cây bị hạn chế, khiến cây lúa bị suy dinh dưỡng. Tình trạng này kéo dài, cây lúa sẽ suy kiệt dần, chết rễ rác hoặc cùng chồng. Đối với cây lúa, giai đoạn đẻ nhánh quyết định đến số bông trên cây lúa. Vì vậy, các yếu tố tác động xấu đến quá trình đẻ nhánh như ngộ độc phèn sẽ làm cây lúa suy yếu và đẻ nhánh ít. Nếu bị nhiễm nặng thì cây lúa có thể bị chết lụi dần. Những cây còn lại không ra bông hoặc bông nhỏ, hạt lép nhiều, đồng thời cũng tạo điều kiện cho sâu bệnh hại tấn công nhiều hơn. Thưa chú, ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ, nếu như nhẹ thì làm cho cây lúa bị nghẹt rễ, không phát triển, nặng thì gây chết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất của cây lúa. Vậy thì các chú có thể chia sẻ kinh nghiệm cái biện pháp khắc phục tình trạng này như thế nào không ạ? Bà con cũng có tập huấn và cũng áp dụng theo khoa học là món lăn trước khi gieo, và có kèm theo và ruộng nặng thì chúng ta là bón vôi thêm. Trước khi gieo là chúng ta sẽ làm đất và giải trước, và sau đó thì chúng ta là bơm nước rồi ngâm một thời gian rồi tiếp tục là chú giống. Theo kinh nghiệm của các chú thì việc phòng trừ ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ khó khăn nhất ở khâu nào ạ? Ở đây là thiếu khó khăn nhất về nước, nguồn nước. Yêu cầu phải có nguồn nước để chúng tôi để khắc phục, không có nguồn nước chúng tôi sẽ xử lý. Đó, chẳng hạn là rửa trôi phèn, ngâm sới rồi ngâm khoảng là một tuần cho đến 15 bữa rồi chúng tôi sẽ tiến hành đó. Đó là cái cách thức kết hợp với là các loại là phân lăn rồi là vôi. Đó, rồi đó chúng tôi mới sẽ làm được. Nhưng mà quan trọng nhất là điều kiện nhất là nước. Thưa kỹ sư Hùng, với những chia sẻ của các nông dân là về cách khắc phục và tình trạng lúa bị ngộ độc thì kỹ sư có những lưu ý gì không ạ? Như là các bác nông dân nãy giờ chúng trao đổi chúng ta đã nghe rồi đó, thì một trong những cái vấn đề mà rất là đau đầu đối với lại khu vực Đồng Bưng này đó là vấn đề nước. Thì hiện nay đó chúng ta đang đối diện với lại một cái mùa hè tương đối là khắc nghiệt, không ạ? Hiện nay là coi như là khô quá trời khô luôn. Thì chính cái việc mà nó khô đất, mà khô đất nứt nẻ này đó, thì đây là một yếu tố rất là thuận lợi để cho không khí nó tiếp cận đến cái tầng sinh phèn ở dưới, và sau đó là nó diễn ra quá trình nó oxy hóa rồi nó lại sẽ là lượng phèn lên.
Bây giờ bà con có nước bơm nước từ dưới lên đó là coi như nước vô ruộng xong cái là nó cái độc các hai cái độc tố sắt và nhôm lại hòa tan ở trong nước. Rồi sau đó bà con kê nước để bà con xả lại tiếp tục là coi như ngộ độc tiếp. Đó như là các bác nông dân nãy giờ trao đổi là coi chúng ta gieo chưa kịp đến ngày thứ ba là coi như ra là coi đã thấy là coi chuẩn bị là coi ngâm giống xả lại nó rồi. Ngoài các cái giải pháp mà chúng ta sẽ tiếp tục là nghiên cứu trao đổi thêm thì coi như là một trong những cái vấn đề rất lớn hiện nay là chúng tôi cũng có một cái góp ý để đề xuất với lại chính quyền địa phương, chúng ta cũng nên quan tâm đến cái khu vực độc bưng này, làm sao mà coi như chúng ta đưa được cái nguồn nước xuống tới đây. Thì cái việc mà đưa nước tới, chúng ta sẽ có cái điều kiện thuận lợi để chúng ta rửa cái số lượng phèn đang bị nhiễm nặng ở đây và cải thiện cái điều kiện sản xuất cho bà con nông dân. Thưa kỹ sư Hùng, cái việc bón phân không cân đối cũng là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc cho cây lúa. Vậy thì bà con nông dân cần bón phân như thế nào để hạn chế tình trạng ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lúa? Với cái đất mà thí dụ như phía này chúng ta thấy là còn đang nhiễm ở cái mức độ nhẹ đến trung bình, một trong những điều mà tôi hết sức là lưu ý đó là việc của chúng ta chọn loại phân để bón. Thường tập quán của bà con nông dân chúng ta hay sử dụng cái phân NPK, đặc biệt là cái loại phân NPK 16, 16, 8, 13S. Đây là cái loại phân mà nó có cộng thêm 13% cái lưu huỳnh nữa. Các bác thấy là coi như nếu chúng ta cộng thêm 13% lưu huỳnh nữa, chúng ta đưa vào trong đất nữa thì đất nó đã phèn rồi, nó đã phèn nặng rồi, đưa lưu huỳnh vô nữa thì coi như là nó thúc đẩy quá trình coi như nhiễm độc hơn. Đó là một trong những yếu tố bất lợi trong việc chúng ta chọn cái loại phân không đúng. Vì vậy mà coi như là nên chăng với cái việc chúng ta đưa cái phân DAP thì nó lại quá mắc đi. Có thể nó ngoài sức chịu đựng, ngoài cái túi tiền của bà con dân, chúng ta không cái đầu tư chúng ta bị giới hạn, thì chúng tôi cũng khuyên bà con là nên sử dụng cái loại gọi là loại phân đơn. Nó khác là phân rời, ure riêng rồi lân riêng rồi kali riêng như vậy. Chúng ta sử dụng đó mặc dù nó tốt có một chút xíu, nhưng mà coi như chúng ta có thể quyết định được cái số lượng cụ thể và cần thiết để mà chúng ta bón ở trên cái cánh đồng chúng ta, đặc biệt là trên cái vùng đất nhiễm mặn. Một cái thứ hai là khi chúng ta chọn cái loại phân đơn thì chúng ta dễ dàng chọn cái loại phân lân nó phù hợp với lại cái đất phèn, đặc biệt là đất phèn nặng. Ví dụ như là chúng ta có thể xử lý cái trên cái phân ở khu vực này đó, ngoài cái sử dụng cái phân DAP là cái dạng phân dễ tiêu mà có lợi cho cái đất phèn nặng, thì nếu như chúng ta phải sử dụng phân đơn thì chúng ta bà con có thể sử dụng các loại phân lân, nhưng mà ngoại trừ cái lân xúc be. Vì lân xúc be lân là một trong những cái phân lân mà coi như là nếu ở cái đất phèn nặng mà chúng ta đưa lên đó, thì nó tạo một cái ván làm cho cái hạt lúa nó không có dịnh, nó không dịnh được trong đất luôn. Đó là một trong những cái yếu tố bất lợi khi mà chúng ta sử dụng không đúng loại phân, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà chúng ta sử dụng phân lân. Thế còn việc bón vôi có tác dụng thế nào trong việc phòng trừ ngộ độc cho cây lúa và cách bón cũng như là thời điểm bón ra sao? Về vôi thì chúng ta thấy là ngoài cái ngộ độc phèn và ngay cả ngộ độc hữu cơ đó, thì cái vai trò của vôi là vô cùng quan trọng. Với cái lượng nước thì hiện nay thì bà con tiến hành rải vôi, rồi sau đó là 1-2 ngày là coi như bà con xả ra. Thì trong 1-2 ngày mình cho rải vôi đó thì cái vôi nó sẽ làm nhiệm vụ là nó trung hòa các cái độc tố sắt và nhôm ở trong nước đi, rồi chúng ta xả cho ra, rồi chúng ta đưa cái lượng nước mới vô thì nó sẽ giải phóng được lượng độc tố rất là lớn ở trong ruộng, thì cũng sẽ góp phần làm cho rễ nó thở thoải mái hơn, nó trao đổi dinh dưỡng tốt hơn. Thưa chú, sau khi mà phòng trừ ngộ độc phèn xong rồi thì có cách nào giúp cho cây lúa nhanh phục hồi không ? Nhất nước nhiều phân trong giai đoạn lúa nó đang phát triển nó bị ảnh hưởng như vừa rồi thì chúng ta là tiếp tục chăm sóc. Đầu tiên là chúng ta phải là thăm đồng thường xuyên, xem trước mắt là xem nó bệnh gì mà mình đang có cái tình trạng là ngộ độc phèn hữu cơ. Thì bây giờ ta tiếp tục là ta giải phân, ví dụ nó thiếu lân hay là thiếu cái chất đạm thì chúng ta sẽ bổ sung gì đó, chúng ta giải là chăm sóc lúa và kết hợp là thuốc chúng ta là dưỡng lá để cho cái lúa được. Một quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được cái nguồn nước trong ruộng. Thưa kỹ sư Hùng, đối với ngộ độc phèn thì bà con nông dân cần coi biện pháp phòng là chính. Kỹ sư có những lưu ý gì cho bà con nông dân để giúp ruộng lúa của bà con nông dân không xảy ra tình trạng ngộ độc phèn ? Trước hết là vấn đề là để cho tiếp tục được sản xuất trên cái vùng đất này thì một trong những cái giải pháp là chúng ta phải ém phèn thôi. Mà nếu mà ém phèn thì lại không có nước. Do vậy mà coi như là chúng ta nên cân nhắc là chuyển cái đổi cơ cấu trồng trong thời gian mà chờ có cái chủ trương của nhà nước là đưa cái nguồn nước thủy lợi về, thì chúng bà con nên cân nhắc xem là chúng ta nên trồng một cái vụ lúa đông xuân sớm. Sau khi kết thúc lũ, sau khi kết thúc cái mùa ngập của cái năm trước, chúng ta làm cái vụ đông xuân sớm, rồi sau đó chúng ta chuyển thu hoạch cái vụ đông xuân, chúng ta chuyển sang trồng một cái cây màu thích hợp
nó không ảnh hưởng nhiều đến cái yếu tố phèn ở trong đất, thì nó sẽ một phần là giải quyết được cái thu nhập của bà con nông dân trong giai đoạn cuối vụ, và một phần thì coi giải quyết được cái tình trạng độc phèn trước khi mà có nguồn nước đưa về để giải phóng khu vực này. Xin cảm ơn các chú, xin cảm ơn kỹ sư rất nhiều ạ. Thưa quý vị bà con nông dân, để không xảy ra tình trạng ngộ độc phèn trên cây lúa thì bà con nông dân cần phải thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện sớm, và khi phát hiện cây lúa có dấu hiệu phát triển không bình thường thì bà con nông dân cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời để không lây lan ra diện rộng. Hy vọng với những kiến thức mà kỹ sư Nguyễn Hùng và các chú nông dân ở xã Phước Hội vừa chia sẻ thì bà con nông dân sẽ